Chào các em. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em nội dung học ngày thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020 của học sinh lớp 5 trường Lâm Văn Bền. Một, liền từ và câu. Nói các cái câu ghép bằng quan hệ từ. 2. Tập đọc chú đi tuần. 3. Toán, thể tích hình lập phương. 4. Khoa học, sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy. Liền từ và câu. Các em học bài, nói các câu ghép bằng quan hệ từ. Bây giờ các em nhìn lên ví dụ thứ nhất. Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm. Câu ghép trên có mấy vế câu? Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? Các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi này. Câu ghép trên có hai vế câu. Hai vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ nếu thì. Vế thứ nhất, trời trở rét. Chị giả thiết. Vế thứ hai, con phải mặc thật ấm. Chị kết quả. Vậy câu ghép trên có hai vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ nếu thì. Cặp quan hệ từ nếu thì biểu thị giả thiết kết quả, điều kiện kết quả. Các cặp quan hệ từ chỉ giả thiết kết quả, điều kiện kết quả. Nếu thì, nếu như thì, hễ thì, hễ mà thì, giá thì. Bây giờ các bạn cùng sang ví dụ thứ hai. Em sẽ mua quà cho Lan nếu em có tiền. Câu ghép trên có mấy vế câu? Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? Các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi này. Câu ghép trên có hai vế câu. Hai vế câu được nối với nhau bằng một quan hệ từ nếu. Vế thứ nhất, em sẽ mua quà cho Lan. Chị kết quả. Vế thứ hai, em có tiền. Chị điều kiện. Vậy, câu ghép trên có hai vế câu được nối với nhau bằng một quan hệ từ nếu. Trong câu này, các em lưu ý, quan hệ từ nếu đứng trước vế chị điều kiện. Các quan hệ từ chỉ giả thiết kết quả, điều kiện kết quả. Nếu, hễ, giá, thì. Qua ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ hai, các em lưu ý, các quan hệ từ, cặp quan hệ từ chỉ giả thiết kết quả, điều kiện kết quả. Một, quan hệ từ nếu, hễ, giá, thì. Hoặc một cặp quan hệ từ nếu thì, nếu như thì, hễ thì, hễ mà thì, giá thì. Đây là phần các em cần lưu ý. Bây giờ các em cùng sang bài tập. Bài tập thứ nhất, tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành những câu ghép chỉ điều kiện kết quả hoặc giả thiết kết quả. A. 3 chấm. Chủ nhật này trời đẹp. 3 chấm. Chúng ta sẽ đi cắm trại. B. 3 chấm. Bạn nam phát biểu ý kiến. 3 chấm. Cả lớp lại trầm trồ khen ngợi. C. 3 chấm. Ta chiếm được điểm cao này. 3 chấm.
trận đánh sẽ rất thuận lợi. Bài tập này, các em làm vào vở tự học. Bài tập thứ hai, thêm vào chỗ trống một vết câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện kết quả hoặc giả thiết kết quả. A. Hãy em được điểm tốt, nhiều chấm. B. Nếu chúng ta chủ quan, nhiều chấm. C. Nhiều chấm. Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập. Trong bài tập này, các em lưu ý, khi điền vào vết câu phải đảm bảo chủ ngữ, vị ngữ. Nội dung vết câu điền vào cần phù hợp với vết nội dung vết câu đã cho. Bài tập này, các em làm vào vở tự học. Chúc các em làm bài tốt. Phần tập đọc. Các em tìm hiểu bài Chú đi tuần. Bài tập đọc Chú đi tuần. Các em có 3 nội dung. 1. Em hãy đọc kỹ nội dung bài tập đọc Chú đi tuần. Sách tiếng Việt Nam tập 2 trang 51 và trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 sách giáo khoa. 2. Em hãy nêu nội dung của bài thơ. 3. Học thuộc lòng những câu thơ mà em thích. Đây là nhiệm vụ của bài tập đọc ngày hôm nay. Chúc các bạn học có một buổi học thật tốt.